Sáng ngày 16 tháng 9, cơn bão Bibinca với sức mạnh đáng sợ đã đổ bộ vào Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công trực tiếp vào thành phố này trong hơn 7 thập kỷ qua. Sức gió gần tâm bão lên tới 151 km/h, tương đương cấp 14, khiến hơn 25 triệu người dân Thượng Hải phải đối mặt với sức tàn phá khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, Thượng Hải hứng chịu một cơn bão mạnh đến vậy, vượt qua kỷ lục của cơn bão Gloria. Tại thời điểm ghi nhận, bão Bibinca đã quét qua Thượng Hải, gây ra hàng loạt thiệt hại, một người bị thương, bốn ngôi nhà bị hư hại nặng, hơn 10.000 cây xanh bị đổ gãy và nhiều khu vực nông nghiệp chìm trong nước. Một số khu vực của thành phố cũng bị cắt điện, gây gián đoạn lớn cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Trước đó, hàng trăm ngàn người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà. Lực lượng cứu hộ thành phố đã hoạt động hết công suất, nhận được hơn 8.000 cuộc gọi khẩn cấp về các tình huống cứu hộ, xử lý cây đổ và khắc phục sự cố mất điện. Trong khi Trung Quốc đang gồng mình chống lại cơn bão, câu hỏi đặt ra là liệu bão Bibinca có ảnh hưởng đến Việt Nam? Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão Bibinca đang hoạt động tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và dự báo sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tuy nhiên, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh đang gây mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa từ 40 đến 80mm kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Dù Bắc Bộ không bị ảnh hưởng lớn, người dân miền Nam cần đề phòng ngập úng và thời tiết cực đoan.